càng áp đặt thì trẻ càng bướng, càng áp đặt thì trẻ càng lì, càng áp đặt thì trẻ càng ngang ạ. Và giống như là mẹ Vinh Ly vừa rồi đó, vừa mới chia sẻ đó, tức là càng nói thì con sẽ càng ngang ạ. Mẹ Khánh Diệu thân mến và các ba mẹ thân mến, mẹ Hệ sẽ trả lời dựa trên sự tổng hợp về vừa tâm lý học và vừa sự kết hợp của ông Pythagore nhé. Với những em bé mà trong cái giai đoạn mà khoảng độ từ 1 tuổi đến khoảng độ 2 tuổi rưỡi thì đây là cái giai đoạn mà những cái đứa trẻ nó sẽ có những cái áp lực về tâm lý rất là mạnh. Theo nghiên cứu của Mỹ, cứ 100 đứa trẻ thì sẽ có 87 đứa trẻ trong giai đoạn này sẽ có biểu hiện này, bướng này, lì này, khó chịu này, tức tối này. 87% đứa trẻ nó sẽ bị ở cái trường hợp đó, nhưng nó sẽ đạt đến là 91% khi con của ba mẹ ở cái độ tuổi là từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi. À thế thì cái chuyện mà em bé của nhà mình chúng ta đang ở tình trạng 4 tuổi rưỡi, tức là nếu như trong cái giai đoạn mà từ 2 tuổi rưỡi 3 tuổi rưỡi đấy, chúng ta xử lý tình huống mà chuẩn mà đúng thì con của ba mẹ sẽ thực sự rất tuyệt vời. Nhưng nếu trong cái trường hợp đó mà chúng ta không biết xử lý thì cái cường độ bực bội, khó chịu, ngang ngạnh hay khóc nhè nữa, hay lăn đùng lăn vạ nữa, nó sẽ càng ngày càng trở nên rất mãnh liệt. Trong câu hỏi của Hot Kids Việt Nam vừa mới nhận thì có mẹ Mỹ Lệ nữa. Mẹ Mỹ Lệ cũng có hỏi là bé gái 2 tuổi đường đời số 4 thì lại hay khóc nhè và mũm mĩm. Trong cái giai đoạn này, cho dù là rất nhiều độ tuổi, cho dù là rất nhiều chỉ số đường đời nhá, bất kể đường đời nào, các con cũng sẽ có những cái biểu hiện như mẹ Hẹ vừa mới nói. Cái đó liên quan tới tâm lý học hành vi, được không ạ? Chúng ta hãy comment trên màn hình dùng tiếng Mẹ ạ. Tâm lý học hành vi. Và bác mẹ thân mến này, trong cái giai đoạn mà từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi, nếu như chúng ta xử lý về cái cấp độ quản trị cơn nóng giận của các con mà tốt thì dẫn tới là con của các ba mẹ sau đó sẽ giảm đi cái nồng độ về ngang ngạnh, về khóc nhè, về nhõng nhẽo, về nũng nịu, thậm chí có những bé nó sẽ quăng cờ rồ. Bác mẹ thân mến, thế thì chúng ta phải hiểu đây là tâm lý từng độ tuổi nhé. Đã gọi là tâm lý từng độ tuổi thì việc đầu tiên mẹ phải chia sẻ như vậy để chúng ta cảm giác cho chúng ta yên tâm về em bé nhà mình. Nếu như trong 100 em bé, 91% đứa trẻ nó có biểu hiện như vậy thì chứng tỏ rằng con của chúng ta cũng đang ở trong cái giai đoạn này. Thì đây là cái giai đoạn khá đỗi bình thường về tâm lý. Với cái lúc mà các con mà ở cái tình trạng mà hơi ngang á, thì ba mẹ biết rằng là gì? Đường đời số 1 của các con là một trong những em bé mà các con có cá tính rất là mạnh. Với những em bé này chúng ta không thể áp đặt được đâu ạ. Chúng ta không thể giao tiếp theo kiểu là con phải thế này nha, con phải thế kia nha, mẹ nói là con phải nghe lời nha. Chúng ta càng giao tiếp áp đặt cho những em bé số 1 thì các em bé số 1 sẽ càng bung lên, các con càng quẫy lên và các con càng trở nên nóng nảy và khó chịu. Đây, thế thì cái phương thức mà chúng ta giao tiếp này, ví dụ này, nếu như bây giờ các con đang chơi, các con đang xem TV chẳng hạn, xong chúng ta muốn tắt TV của các con đi, hoặc là chúng ta không cho các con xem TV nữa, thì chúng ta hãy giúp cho mẹ Hệ này, chúng ta hãy giao tiếp với con bằng cách thức của câu hỏi sự lựa chọn, chứ không phải chúng ta giao tiếp bằng phương thức của sự áp đặt nha. Nếu chúng ta giao tiếp bằng phương thức của sự áp đặt, chắc chắn với ba mẹ những em bé số 1 càng ngày càng ngang. Mình hỏi là thế con có đi tắm không? Không. Con ăn cơm không? Không. À, chúng ta sẽ còn nhìn thấy những cái biểu hiện như thế đó cơ, nhất là những em bé mà ở trong cái giai đoạn mà khoảng độ từ 1 tuổi đến 2 tuổi rưỡi. Cứ hỏi là con ăn cơm không? Con đi tắm không? Không. Không phải các con nói không, mà không ở đây có nghĩa là các con đang lặp lại cái từ cuối cùng của các ba mẹ hỏi. Nên nhiều các ba mẹ ở nhà cứ thấy các con nói như vậy, sao cái thằng bé nó ngang thế, hay thằng bé nó bướng thế, hay thằng bé nó lì thế. Không phải như vậy, đó là tâm lý từng độ tuổi. Chúng ta rõ nha. Thế thì đây, ví dụ trước khi xem TV á, thì chúng ta hãy cho các con cái sự lựa chọn này này. Con này, con xem TV thì con nên là để cho cái kim dài nó chỉ đến số 6 là các con ngưng, hay là con muốn kim dài là chỉ đến số 6 thì các con sẽ ngưng coi nhỉ? Đó, câu hỏi chọn lựa chúng ta hãy comment trên màn hình dùng cho mẹ được không ạ? Chúng ta hãy comment ở trên màn hình ạ. Dạng thức để chúng ta giao tiếp với những em bé có đường đời số 1 giống như em bé của mẹ Lê Hồ Khánh Diệu hay là mẹ Mỹ Lệ, thì vui lòng chúng ta hãy giao tiếp bằng câu hỏi của sự chọn lựa. Tức là con muốn xem TV tới kim giờ chỉ thấy số 6 hay con muốn xem kim giờ chỉ thấy số 9. Khi đó đứa trẻ nó sẽ chọn lựa, nó nói là con sẽ coi tới số 9, hoặc nó sẽ trả giá thêm, nó bảo không, con sẽ tới số 10 cơ. Cũng ok, cũng ok. Nhưng mà đó là các con lựa chọn chứ không phải chúng ta áp đặt. Cái này rất quan trọng nha các ba mẹ. Thường thì chúng ta ở nhà là chúng ta áp đặt, chứ không phải chúng ta để cho con lựa chọn. Mà chúng ta áp đặt thì đấy là ngôn ngữ của chúng ta chứ không phải ngôn ngữ của đứa trẻ. Rồi, hoặc này,
để tránh những cái sự mà các con ngang ngạnh hoặc là khó chịu, thì chúng ta sẽ nói như sau. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ nói là chẳng hạn như nhiều khi đi ra ngoài đường đi, các con sẽ muốn là mặc cái bộ đồ màu gì đó, nhưng mà bố mẹ thì cảm thấy là trời, cái bộ đồ thì ghê quá. Chúng ta chủ động, chúng ta cầm ra hai bộ đồ được không ạ? Chúng ta sẽ nói này, con ơi con, thế thì con sẽ mặc cái bộ đồ màu cam hay là con sẽ mặc bộ đồ màu vàng? Thì để cho đứa trẻ nó chọn lựa, tức là hai cái màu này đều là cái màu mà các ba mẹ ưng ý và các ba mẹ đồng ý cho con mặc. Thì chúng ta hãy đưa cho con hai cái thôi, chứ đừng đưa nhiều quá nha các ba mẹ, để các con lựa chọn. Thay vì chúng ta bắt con phải mặc cái này nha, mẹ nói rồi đấy nha, phải mặc cái màu vàng cho mẹ nha, thì em bé số 1 này sẽ càng ngang ngạnh. Và mẹ hẹn thông báo trước ạ, không chỉ có em bé số 1 đâu, em bé số 8 cũng tương tự như thế, em bé số 5 cũng tương tự như thế. Bởi vì đây là một trong những các em bé nó có sóng rung động chung với nhau, đó là sự cần sự tự do. Các con cần sự tự do để lựa chọn, các con cần sự tự do để mà ra quyết định, chứ các con hoàn toàn không muốn đó là người khác áp đặt cho mình. Nhưng mà mẹ hẹn phải chia sẻ một thông điệp, đó là gì? Tận cùng của yêu thương là đón nhận. Các ba mẹ thân mến, các con cũng cần phải biểu lộ cái cảm xúc của các con ra, và giọt nước mắt đó chính là những cảm xúc của tâm hồn. Chúng ta cũng không nên là khước từ đi những cái dòng cảm xúc bên trong của các con. Có những em bé thì cứng cỏi, có những em bé thì mít ướt, có những em bé khá khô khan, nhưng cũng có những em bé rất giàu tình cảm. Nên là tất cả những cái điều đó các con là một phiên bản mà vũ trụ đã giao phó đến cho các con đến một cuộc đời này. Các ba mẹ vui lòng đón nhận những cái điều đó đầu tiên. Tận cùng với yêu thương là đón nhận. Thì em bé của mẹ là bé trai 4 tuổi rưỡi, có chỉ số đường đời số 1, và hiện nay thì bé hơi ngang và hay khóc nhè. Đấy là hai cái biểu hiện của con ba mẹ. Và mẹ hãy muốn chia sẻ thông điệp để tất cả các ba mẹ nào mà đang có con trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 cũng gặp trường hợp này, thì chúng ta yên tâm nhá. Chúng ta hãy đồng hành với con bằng việc đó là không áp đặt, đó là cái thứ nhất. Bởi vì những em bé có đường đời số 1 này, số 8 này, số 5, các con rất thích được tự do. Các con thích được quyết định dựa trên cái vấn đề của mình. Và những em bé này là những em bé rất cá tính. Mẹ nhắc lại nha, cá tính. Mà các con mà đã cá tính rồi thì chắc chắn chúng ta càng áp đặt bao nhiêu, đứa trẻ sẽ càng quẫy lên bấy nhiêu. Chúng ta càng ép buộc bao nhiêu thì các con của chúng ta càng trở nên gọi là nóng mạnh, bức bối, khó chịu. Thậm chí có những em bé nhỏ tuổi nha, cầm nó quăng đùng cái xuống dưới đất, nó sẽ như thế đấy các ba mẹ. Thế nên là mẹ hẹn đã chỉ cho chúng ta cái phương pháp, đó là phương pháp đồng hành với con bằng câu hỏi của sự lựa chọn. Và chúng ta hãy nhớ về cái thông điệp mà mẹ hẹn chia sẻ, đó là gì? 91% những đứa trẻ trong giai đoạn từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi, có thể nó kéo dài tới 4 tuổi, 91%, tức là trong 100 đứa trẻ sẽ có 91 đứa trẻ nó có cái biểu hiện này, nóng bực này, khó chịu này, áp lực này, rồi tức tối này, nóng giận. Đấy là những cái biểu hiện trong giai đoạn này. Thì cái này gọi là tâm lý hành vi. Các ba mẹ cũng hiểu được là các con đang trải qua cái cảm xúc đó. Thế thì trong cái giai đoạn từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi, nếu như các ba mẹ chưa biết cách xử lý triệt để, thì dẫn tới cái việc là từ 4 tuổi trở đi, thậm chí có những em bé tới 7 tuổi nhá, vẫn khóc lăn đùng lăn vạ, vẫn ngang bướng, thậm chí là mỗi lần khóc là phải tới, có những em bé hôm vừa rồi mẹ gặp 90 phút mới ngừng ạ. Thì đó là cái câu hỏi đầu tiên mà mẹ hẹn đã chia sẻ cho các ba mẹ nhé.